để cho chị em phụ nữ có thể giữ được làn da căng bóng hơn, mịn hơn, sáng hơn và đặc biệt là chậm xuất hiện những cái nếp nhăn lão hóa ở trên da, thì ngoài việc là các chị em phải chăm sóc da một cách tích cực, bảo vệ da khỏi tia nắng mặt trời một cách chủ động, thì có một điều rất 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 quan trọng nữa mà mọi người phải để ý, đó chính là chủ động cung cấp các chất dinh dưỡng chống lão hóa cho da, hay nói cách khác là ăn uống những cái chất gì, những cái loại thức ăn gì giúp cho da căng bóng và mịn hơn. Thì trong video ngày hôm nay, bác sĩ Ninh sẽ chia sẻ cho bạn 5 nhóm thực phẩm mà giúp cho da của các bạn có thể là căng bóng hơn và chậm quá trình lão hóa. Bên cạnh đó thì sẽ có 2 cái thói quen mà mọi người cần phải thay đổi trong quá trình thực hiện. Trước khi xem tiếp video thì bạn đừng quên bấm xuống phía dưới vào nút đăng ký kênh, nút subscribe và bật cái chuông lên để bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những cái thông báo về những video mới nhất, những video hữu ích về sức khỏe và làm đẹp. Nhóm thực phẩm đầu tiên mà chị em cần bổ sung thường xuyên đó là đậu nành và các loại hạt đậu đỗ khác. Đây là nhóm thực phẩm chống lão hóa số 1 để giúp cho da của chúng ta có thể chống được lão hóa và giảm những cái nếp nhăn. Isoflavone trong đậu nành và các mầm của các loại đậu đỗ là một hoạt chất phytoestrogen và nó hoạt động giống như là cái hormone estrogen ở trong người của người phụ nữ. Và việc ăn thường xuyên các loại đậu đỗ thì nó giúp cho cơ thể người phụ nữ tăng cường một cái lượng hormone sinh dục nữ estrogen tự nhiên rất là tốt. Điều này nó sẽ giúp cho làn da của chị em luôn luôn duy trì ở trong một cái trạng thái căng mịn và bóng. Bên cạnh đó thì đậu đỗ là một cái nguồn cung cấp protein thực vật rất là tốt cho cơ thể. Capsaicin thiết yếu trong các loại đậu đỗ sẽ cung cấp cho cơ thể một lượng nguyên liệu rất là lớn để tổng hợp collagen và kèm theo đó là các khoáng chất như là kẽm, phốt pho, magie, đồng, canxi và giúp cho xương chắc khỏe. Đặc biệt kẽm và đồng cộng với lại khi có sự có mặt của protein và vitamin C nó giúp tăng cái quá trình tổng hợp các sợi collagen và giúp cho da của chúng ta luôn luôn giữ được sự đàn hồi, căng bóng và mịn hơn. Rất là nhiều sản phẩm từ đậu nành và các loại đậu đỗ chúng ta có thể lựa chọn như là các loại sữa đậu nành, các loại sữa từ các hạt đậu khác nhau, đậu phụ, tàu hũ hay là các loại mầm giá từ các hạt đậu cũng rất là tốt. Nhóm thực phẩm thứ hai mà chị em cũng nên bổ sung thường xuyên đó chính là các loại thực phẩm giàu beta-carotene, một loại tiền chất của vitamin A và đại diện đó chính là cà rốt. Cà rốt rất là giàu beta-carotene, giàu chất xơ hòa tan và nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta chống lão hóa rất là tốt. Các loại thực phẩm các bạn có thể lựa chọn thường xuyên để bổ sung beta-carotene đó là cà rốt, đu đủ, bí ngô hay là những cái loại rau màu lá xanh thẫm như là rau ngót, như là các loại rau cải xanh thẫm. Ăn nhiều rau thì không những là tốt cho sức khỏe, tốt cho hệ tiêu hóa mà cũng rất là tốt cho da. Và nhóm thứ ba tôi muốn đề cập với các bạn đó chính là nhóm rau họ cải. Các loại rau họ cải thì dồi dào vitamin K, vitamin C và vitamin B9 hay còn gọi là acid folic. Và những cái vitamin này thì cực kỳ tốt cho quá trình điều hòa tăng trưởng của những tế bào, trong đó thì có tế bào da của chúng ta. Các loại rau cải cũng rất giàu kali, selen và canxi. Và bên cạnh đó, hai cái hợp chất chống oxy hóa rất là tốt nữa là lutein và xanthin. Nó sẽ giúp cho da của chúng ta luôn luôn tươi, trẻ và chống được oxy hóa. Từ đầu đến giờ thì rất là nhiều loại rau, củ, quả đã được kể ra. Và đây là nhóm thực phẩm thứ tư các bạn cần phải chú ý tăng cường bổ sung. Đó là nhóm thực phẩm giàu omega 3 và đại diện là các loại cá biển, các loại cá béo. Omega 3 là một axit béo chuỗi dài và chưa no. Nó rất là tốt cho tim mạch, rất là tốt cho não và rất là tốt cho thị giác. Bởi vì omega 3 ấy, nó tham gia vào quá trình cấu tạo, tạo nên các cái tế bào thần kinh, ở não, ở thị giác và cả các tế bào ở da của chúng ta nữa. Thường xuyên các cái thực phẩm chứa giàu omega 3 như các loại cá béo, cá biển, hải sản thì nó giúp cho bạn có một cái hệ miễn dịch tốt hơn, một cái thị giác tốt hơn và một làn da mịn và mượt hơn. Sẽ giúp kiểm soát lượng dầu cũng như là độ ẩm trên da luôn luôn được cân bằng. Bên cạnh đó thì nó giúp giảm cái sự tích tụ cái tế bào sừng, tế bào chết ở trên da và từ đó nó sẽ giảm cái nguy cơ bị mụn trứng cá. Trong quá trình điều trị mụn trứng cá cho các khách hàng thì tôi thường xuyên khuyên các bạn ấy là ăn nhiều cái thực phẩm chứa omega 3 và có thể bổ sung thêm một cái lượng viên uống omega 3 để giúp cho cái hiệu quả điều trị mụn được tốt hơn. Vitamin C, không thể nào mà không nhắc đến cái vitamin C trong quá trình mà chúng ta làm đẹp da được. Nhưng
không phải là vitamin C, viên vitamin tổng hợp, mà là các cái thực phẩm giàu vitamin C các bạn nên bổ sung thường xuyên hàng ngày để có một làn da đẹp hơn, chống lão hóa. Cực kỳ dễ kiếm, các bạn có thể ăn bổ sung hàng ngày các loại quả sau đây có thứ tự vitamin C giảm dần: ổi, xoài, dứa và các loại cam, quýt, bưởi, chanh. Riêng đối với quả chanh thì các bạn lưu ý là hãy lựa chọn loại chanh vàng, chanh tây, vỏ nó có màu vàng và quả nó to ấy thì nó sẽ giàu vitamin C hơn là cái quả chanh màu xanh, chanh ta của chúng ta vẫn ăn hàng ngày. Một số các loại quả khác nó cũng rất là giàu vitamin C, tuy nhiên là cái khả năng sẵn có thì nó không được sẵn bằng các loại quả vừa rồi. Với thứ hai là cái giá để mua được các loại quả này cũng khá là đắt. Ví dụ như là kiwi, dâu tây, ớt chuông chẳng hạn. Thì đó là các loại quả cũng rất là giàu vitamin C và các bạn cũng có thể là cân nhắc nhé. Và đó là 5 cái nhóm thực phẩm chúng ta nên lựa chọn thường xuyên trong các bữa ăn để có thể vừa giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn, giúp chống lão hóa cho cơ thể, đặc biệt là giúp cho bạn có một làn da đẹp hơn, căng hơn, mịn hơn và giảm cái quá trình xuất hiện những cái nếp nhăn lão hóa. Chính vì vậy, các bạn hãy ăn thường xuyên 5 cái nhóm thực phẩm này và hãy nhớ kèm theo tạo dựng 2 cái thói quen tốt sau đây cho sức khỏe nha. Thứ nhất là hãy uống đủ đều nước hàng ngày. Thứ hai là hãy tập thể dục thường xuyên và đều đặn. Các bạn thực hiện thường xuyên 2 điều này và 5 cái nhóm thức ăn kia là chắc chắn các bạn sẽ rất là khỏe mạnh và có một làn da đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem video của bác sĩ, và nếu những thông tin chia sẻ của bác sĩ hữu ích với bạn hay với ai đó thì hãy để lại một like, còn ngược lại thì hãy để lại một dislike để bác sĩ có thể là chia sẻ những thông tin khác hữu ích hơn. Đừng quên đăng ký kênh và bật cái chuông lên để có thể nhận những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ.